lượng nó cũng uống. Quay nghe. Bước bi ra này. Gặp chim là mình phải từ từ thôi. Xong cái cầm lên, đưa ná nó mới quay. Đó. Không lộ con này là giống như là bỏ nghề ná thủ luôn á. Con nha quá. Máu hả? Máu dữ quá. Cô Vành nha. Cô Vành nè các bạn. Máu này đẩy rồi. Con này gần quá mà. Xấu chết. Cho vô vỏ. Xấu trời đã được. Tiếp tục. Nằm góc đó cho tay chạy. Chạy vô trong. Con chiến chiến kìa. Hai ba con luôn. Ui, một bầy luôn. Ông bắn chiến chiến trước đi. Nó dính con rồi. Dí nó bay á. Tuyệt vời. Con này hình như nó trượt chóc cánh hay gì à. Tuyệt vời nha các bạn. Dí V1 nữa nha. Hả? Hai thằng nhắm con. Để ông ngắn con này luôn á hả? Ừ. Tiếu hả? Ở vậy là hai viên dính luôn nè. Để ý nè. Một viên dính cánh nha, một viên dính bụng nha. Hai con cùng dính con á. Ừ. Nè chứ một viên sao dính hai cái gì được. Nè đây 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 luôn. Bốn vết. Tuyệt vời nha các bạn. Thôi, đi ra đi anh Nghĩa chờ. Vãi con này. Ừ, máu không à. Máu thề lè. Bắn được con gì à? Hai thằng ba con, hai thằng bắn con rồi. Hai ông bắn chung con. Bắn lè. Ba con, em kêu thằng con cuối cùng hai thằng bắn của con. Ông bắn chung thì ông bắn chung sượt cái đầu cánh. Thấy thiệt. Bây giờ sáu buổi không? Buổi này nè. Thấy chết lên. Con cò này các bạn. Đó, lật ơi, đi lên. Lật rồi đó. Con nó bay nữa. Một con nha các bạn. Con hít về một nha. Lúng không Vira? Có lúng không? Ừ. Bắn gụng con ngay đây các bạn. Không? Mình vẽ lên nào. Một con anh Nghĩa ơi. Tuyệt vời. Xe nổ kệ nó nha các bạn. Lượm con này cái đã tính. Hay quá video ơi. Tôi nói tôi thấy con cò mà không tin. Một phát ăn ngay nha các bạn. Con hít nè. Con hít mình tự làm nha. Tuyệt vời, chúng đâu vậy? Để tôi coi coi. Đâu? Trời ơi, trời, chúng ngay đúng ngay con mắt luôn nè. Con mắt bên đây qua mắt bên đây luôn. Cái này gọi là đỉnh của đỉnh nè. Bắn phá đôi. Đá già người ta. Nè mình bắn từ con mắt bên đây qua con mắt bên đây luôn nè các bạn. Còn lại bình thường nha. Thân thể còn nguyên vẹn luôn nha. Bắn xuyên con mắt luôn. Ghê thiệt. Ôi tuyệt vời quá video đây. Đây, để mình chụp tấm hình nha các bạn. Này các bạn, nó bị mù thôi nè. Người nó vẫn còn bình thường không? Xuyên con mắt bên đây qua bên kia. Tuyệt vời. Tiếp tục lên đường nha các bạn. Bữa mày tôi xanh đứng cây này á. Cây đó, cây khô á hả? Máy tôi có tiếng cu xanh nè. Xa quá. Cu nhí nè. Trời ơi, móc đá ra nữa. Thấy không? Không thấy không? Chói quá trời, không có nhìn được. Chói quá hả? Tôi cũng thấy chói là như chói quá. Này đỡ chói này. Chói.
cũng nhí nữa quá. Rồi, chỗ lông rồi đó. Chỗ lông rồi, đi lên. Vô cây kia hay là nó đang đi luôn rồi? Rồi đi luôn rồi. Ôi lông bay quá trời luôn kìa. Trời là trời. Cầm sao thấy? Nè, bây giờ anh Nghĩa bắn nè, con cu nè. Một con bách thành nè. Hai con đó không tính là chim đâu nha. Nè các bạn. Không tính là chim chứ tính là cái gì? Không không phải. Đưa lên nó còn có mấy ông chửi nữa. Nè các bạn. Đẹp không? Bởi mấy người khó tính ta chửi chứ gì. Đúng không Tùng? Mấy người khó tính ta chửi mình bắn chim nhỏ. Xui thôi. Cua đi bộ. Không. Không quay luôn. Quay gì rồi đâu quay đâu. Đâu kịp mở máy đâu. Ông làm bất ngờ quá. Nè các bạn. Nó thấy vàng. Trùng ốc bắn con. Cua gì cũng cười rồi. Hình như non hay sao? Non. Nè các bạn. Ê ông bắn xuyên bên đây qua bên kia luôn á. Rụng hết cánh nhỏ nè. Con cua mũi nè. Lần đầu em thấy nha. Con này hôm bữa thấy xuyên từ nách này lên kia luôn. Thế mày, con này nó hay đậu đâu anh? Nãy đấy bài đậu dưới đất nguyên cục đấy chứ. Con cua mũi nè các bạn. Không, con này em thấy rồi mà em chưa bắn được nó nè. Con này cái mắt nó thấy ghê lắm đúng không? Mắt nó giống con cua. Mắt nó như mắt con cua vậy. Nó còn nói trời anh Nghĩa im im mà làm thấy ghê thiệt. Con cua mũi màu xanh lá cây. Cùng này giờ mình ném được bao nhiêu mét? Con cua mũi nha các bạn. Tay phải nó yếu lắm, tay phải mà chịu. Sút rồi. Này nắng chói quá, khó quay. Trên đầu, trên đầu, cái nữa, xuống cái nữa nha. Xuống kia lên cây đúng không? Ừ. Xuống chút xíu là lụm. Chờ cái đầu nó có sen nè. Không phải nó. Trên cây kìa. Trên cây một bầy luôn kìa. Anh Nghĩa ơi, trên cây một bầy luôn kìa. Mũi xanh lên cây một bầy luôn quá. Rồi, anh bắn đi. Tục cua xanh về nguyên cây luôn nè các bạn. Anh coi kỹ kỹ con này anh Quốc nha. Đó cái con giữa cây thấy không? Bắn đi em, cho chết mình lại nè. Nó về một cây luôn các bạn. Muốn sượt cho nó. Sượt cái đầu, sượt cái đầu. Sượt, sượt. Em thấy đó. Ừ. Rồi nó về hết luôn thấy không? Ừ. Đúng mỗi tiếng bắn, cái nó về. Bắn đi. Anh bắn. Về nghe rồi mất. Mắt anh nè hả? Ừ, cái mặt trời nó chói vô mắt anh là nó cắn rồi. Ừ, sợ không rồi, tôi chơi đây. Bắn cho qua luôn chứ đừng có bắn. Ui, ui, ui. Ôi, nó về một cây luôn các bạn. Nó nghe mê tiếng á, nó không bay. Về đầu nó mới về. Ê, một con mới vô đây. Vô đâu? Vô ngay cái cây này luôn rồi. Mà em hết thấy rồi. Thôi bắn mấy con trên nó đi. Bắn trên đây đi anh Nghĩa. Ôi, ê, một con rớt kìa, một con rớt kìa. Rớt, 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 trúng đầu em đi lên. Con đó không chạy được nữa đâu. Ôi, tuyệt vời nha các bạn. Mình bắn rớt con nha. Tuyệt vời, rớt con rồi. Con đó rớt thẳng ở bên trên. Còn lông không giống bữa nữa. Rớt sâu. Sao bỏ đồ ra đi, em lội vô luôn lẹ đi để... Nó về mà hồi nãy chắc phải về 30 con ha. Anh thấy nó chớp nãy nó, vô là cái tốt đầu tiên về là có 5 con nè. Nó có một con đầu đàn. Ừ. Con đầu đàn nó đi nó ngóng tình hình á là nó đậu trên tầm hai cái con nãy đi. Sao xạo giấu gì sau lưng á? Đó chưa.
Tuyệt vời nha các bạn, video lượm được cua chanh giùm mình rồi nè. Nó kiếm có nó mới ra. Bắn từ đây lên cái cây kia là xa lắm nha các bạn. Ai đoán bao nhiêu mét comment ở dưới nha. Chứ mình là không biết nhiêu mét rồi đó, mình bắn ngay cái đọt này nè. Thanh niên đang ở đây. Tuyệt vời video ơi. Nói cái tầm đó bắn chúng đầu là ăn liền. Rồi bắn con này xấu rồi, con này con mái màu xấu rồi. Đâu, cánh xanh mà, cánh vàng mà. À, cánh vàng, à, còn cái con ngực đỏ mới đẹp anh. Con ngực đỏ lẫn cháu, con này con mái. Chúng đâu video anh? Hồi nãy bà bắn cái con đầu đàn ở trên đó, con đó đó mới ngon. Bắn con đầu đàn là nguyên đám nó ngáo luôn á. Nó có cái con dẫn đàn. Hay quá. Tôi đứng ngoài đây tôi nghe mất rồi là tôi biết được rồi. Chớp ngọt chớp xuống mà. Gà tôi nuôi tôi biết mà. Gà gà anh Nghĩa nuôi anh Nghĩa biết mà. Anh Nghĩa kêu nó kêu. Trời tội nghiệp nhỏ không? Mình đi. Ôi. Ném ném đi bây giờ, ném đi đi vô cho dễ. Đúng rồi. Rồi, vô đi ông. Này các bạn củ chanh nha. Xuyên táo đúng không? Xuyên táo luôn nè. Mình bắn trúng đầu nè. Thấy cái kiểu nó rớt đúng không anh? À, cái kiểu nó rớt rồi mình biết. Vừa rớt vừa dãy á, dãy và vạch vạch. Cố lên đi rồi. Sao cái đường? Ráng lên, ráng lên. Ông ném được cái ná vô không? Được cái ná cho. Ném cho anh Nghĩa chụp đi. Rồi, rồi hay quá. Hên không mẻ đầu chạc. Mẻ đầu chạc là nhỏ khóc 3 ngày. Ôi sao đảo về quá trời. Đúng rồi. Gì vậy? Dép hả? Dép hả lúng? Nó vừa lúng mà vừa vừa nó không lúng được cái chân nè. Trời. Răng lên. Em dọn thẳng cái đường đi chút lỗi xuống lụm nữa đó. Đây này các bạn. Cu xanh nha. Ê xuống luôn á, đừng nha. Peter đây chúng bánh nè, làm con cò con. Này em bắn đừng cò con cu xanh. Đây cây one hit của mình nha. Tuyệt vời không? Cú xanh là mình bắn trúng đầu rồi. Đây tên điên đây. Rồi cảm ơn Peter nhiều nha. Tuyệt vời. Hùng Miết ơi, ôm Hùng Miết ơi. Thôi giờ cũng ôm à. Tuyệt vời. Rồi chiến tiếp. Này nha các bạn. Giờ mở tiếng tiếp anh. Quá trời đẹp luôn, hôm nay nắng đẹp ghê luôn á. Cú xanh này. Con này cú mái đúng không anh? Con cua đực là nó có cái yếm màu đỏ ở đây nha các bạn. Không đẹp chút nào. Con này nó còn. Hôm nay có miếng cua nhí ngay đây nè. Cua nhí ngay đây luôn nè. Còn không? Cua xanh còn không? Nó đứng đó mà mình không thấy chứ. Còn mấy con ngay ngoài này mà. Còn mấy con ngay ngoài này. Cua nhí đâu đây nè. Như đó vẫn hụt à, quá trời tâm rồi tâm ơi. Rồi chạy rồi, luôn. Đó, bắn rớt con rồi hả? Hay ta. Hay gì friend, trên đầu anh á anh Nghĩa. Con gì vậy? Con sáo đá hay con gì? Sẻ. Úi, con sẻ sao bự vậy? Sẻ quá trời luôn nè các bạn. Thôi đứng đây bắn sẻ đỡ buồn đi. Rồi bay hết tiêu rồi. Thôi kêu kìa. Trời ơi, tùng ốc làm ăn ngon người ta. Nữa hả? Quá đáng lắm luôn á. Ngày não. Nữa hả? Bắn chấn thương sầu não. Bắn chấn thương sầu não luôn rồi các bạn. Cho vô bịch tiếp. Kiểu này anh Nghĩa về nhổ lông bịch rồi. Gì gì gì. Chim vừa đậu cho cái gì luôn. À, anh Nghĩa này đi lục chim luôn trời. Anh Nghĩa này ấy rồi, anh Nghĩa này hơi mệt rồi. Để anh. Thôi nhổ lông để tụi bay. Anh Nghĩa này hơi mệt rồi á. Kèo mà nhổ lông chim sẻ này hơi mệt. Nữa hả? Anh Nghĩa làm được con nữa. Trong xíu anh. Bên tay trái thôi chứ. Kéo quá trời luôn. Nó chơi chúng tìm với ông Peter này.